Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to a Movie. Vậy là teaser đầu tiên của One Piece Live Action cũng đã được ra mắt. Và từ đây chúng ta cũng có được những cái nhìn đầu tiên về dự án gây xôn xao dư luận bốn bể này. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem qua teaser dài 1 phút 41 giây của nhà Netflix có những yếu tố đáng chú ý nào nhé. Vì đây là video soi mói, thế nên chắc chắn sẽ có spoil nội dung, chi tiết của 10 tập truyện đầu tiên hay 53 tập đầu của anime đấy nhé. Và giờ nếu chúng ta đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay video nào. Let's go! Ta bắt đầu trailer bằng một hình ảnh vô cùng quen thuộc, chính là làng Fusha, hay là làng cối xay gió của Luffy cùng với con tàu Red Force của Shanks tóc đỏ đang đỗ ở cảng. Tuy nhiên thì nếu ta soi mói một chút thì các bạn có thể thấy rằng trong truyện, các cối xay gió được đặt ở sâu trong đất liền với đồng cỏ xanh, chứ không có trong thị trấn ở sát bờ biển thế này. Có lẽ đây là một chút lỗi khi thể hiện địa điểm chi tiết nhỉ? Một chi tiết thú vị được thể hiện trong teaser mà trong truyện gốc không có, đó chính là phân cảnh đóng lên con tàu Going Merry. Tại đây thì ta có thể thấy Going Merry được đóng khung với những con tàu khác. Trong truyện thì Going Merry là một con tàu được hoàn thành bởi một tay Merry. Quản gia Kayla chính là người bạn thân của Usopp như quà của vị tiểu thư dành tặng cho họ. Tuy nhiên, chúng ta lẫn mong mũ rơm đều không được chiêm ngưỡng con tàu được hình thành như thế nào mà chỉ khi được tặng thì mới có thể biết được. Nên có thể đây là phân cảnh được thêm vào để tăng cảm xúc cho phim và có thể sẽ không phải là phân cảnh duy nhất. Trong phân cảnh Luffy chạm mũi vào tàu Going Merry trong xưởng thì chúng ta có thể thấy Luffy đang mặc một chiếc áo sặc sỡ với lá nhiều màu. Có thể đây là áo của một nhân vật khác như Usopp hay là Kayla mua cho Luffy trong thời gian cậu nghỉ ngơi tại đảo. Mặt khác trong teaser thì ta cũng có thể thấy cậu đang mặc những trang phục khác hơn quần yếm hay áo khoác xanh. Đây chính là những trang phục được chính tác giả Oda Eiichiro vẽ trên những trang bìa và tranh màu ở những tập đầu tiên, chứ không phải là rơi từ trên trời xuống đâu nhé. Trong phân cảnh sau thì ta được thấy nhà hàng Barati chính là nơi mà Luffy thu nhận anh chàng đầu bếp Sanji. Ta cũng có thể thấy Luffy cũng có được một bộ đồ khác, còn đôi giày thì đã được giải thích là phù hợp với phân cảnh hành động rồi nhé. Trong bối cảnh này thì với những tòa nhà rực rỡ xếp tầng cũng như bến cảng nhiều tàu thuyền neo lại thì ta có thể chắc chắn đây là Shelltown, nơi đại tá Morgan trị vì. Muốn làm vua hải tặc thì phải có đồng đội, và ta chuyển cảnh sang Zoro bị trói tại khu doanh trại của đại tá Morgan tay dìu. Trong manga gốc thì nơi Zoro bị trói chỉ là một khoảng sân trống có rào dây sắt để ra oai với dân chúng mà thôi. Nhưng trong trailer thì đây lại là một khu đất tập trung giữa những bức tường gạch, thậm chí là có các bức họa của tên đại tá để ra oai nữa. Sau đoạn cắt cảnh thì ta được thấy một chiếc thuyền buồm nhỏ. Đây chính là chiếc thuyền mà Luffy dùng sau khi cứu được Kobe khỏi băng của Avida. So sánh với chiếc thuyền trong truyện thì ta có thể thấy con thuyền này có phần to lớn hơn. Cả cánh buồm cũng được tô thêm những gạch đỏ rõ ràng để dễ nhận diện dưới biển hơn. Ngay cảnh sau thì ta có thể thấy Zoro đang chiến đấu với một kẻ thù mặc áo đỏ vào ban đêm. Nếu nói về bối cảnh buổi đêm thì ta có thể liên tưởng đến trận chiến của băng mũ rơm với băng mèo đen tại làng của Usopp. Việc nhân vật này mặc một chiếc áo đỏ cỡ lớn cũng có vẻ cho thấy đây là nhân vật Sam, người canh tàu của băng mèo đen. Tuy nhiên trong truyện gốc thì Sam không dùng kiếm mà là dùng móng vuốt mèo và chiều ăn cắp. Không rõ đây có phải là thay đổi của nhà sản xuất cho đổi móng vuốt của Sam thành song kiếm không nhỉ? Mặt khác thì ta có thể thấy dưới chân của hai người được thắp đèn rất sáng như một sàn diễn, nên có thể đây là một bối cảnh được thêm thắt cho trận chiến với băng Buggy. Tuy nhiên thì kiếm sĩ trong băng Buggy lại là Kabaji nhào lộn, một kẻ di chuyển bằng xe đạp một bánh và chỉ dùng một kiếm mà thôi. Thế nên khi ta ghép hai tên này với Zoro thì không ai khớp hoàn toàn. Thế các bạn thì kẻ mà Zoro đang chiến đấu là ai? Hãy comment phía bên dưới và bình luận để chúng mình được biết nhé. Nếu như bạn cảm thấy có cái gì đó sai sai trong hai phân cảnh khi Zoro xuất hiện thì đúng vậy. Trong lần đầu tiên Luffy gặp Zoro, lẫn trong phân cảnh chiến đấu thì anh đều mang vải chùm. Không rõ là các nhà làm phim đã quên mất hay sẽ là một chút cải biên nho nhỏ để thể hiện cảm xúc của nhân vật nhỉ? Đây chính là khoảnh khắc ai nấy đều thuộc nằm lòng đây. Chính là khoảnh khắc con hải vương ăn cánh tay trái của Shanks tóc đỏ. Tuy nhiên khác với trong chuyện khi Shanks tự bơi ra biển cứu Luffy, ta thấy ở đây là một con thuyền và con hải vương thì tỏ vẻ lưỡng lự. Điều này khá là sai so với nguyên tắc. Con hải vương nếu muốn cắn đi cánh tay trái của Shanks thì nó phải ít nhiều phá đi con thuyền. Nó phải hành động rất nhanh, rất hung dữ, để rồi sát khí của Shanks là rất mạnh mẽ để khiến cho con hải vương bỏ chạy tức khắc, chứ không hề bần thần lắc đầu như trong teaser. Khác với phiên bản gốc, khi băng Avida chỉ xuất hiện chớp nhoáng để Luffy thể hiện sức mạnh và cứu được Kobe. Có vẻ các nhà làm phim quyết định sẽ cho thấy sức mạnh của băng hải tặc này nhiều hơn trong series để thể hiện sự nguy hiểm của hải tặc cũng như sức mạnh của Luffy. Tại đây thì ta có thể thấy băng Avida đang nã đại bác vào một con tàu không tên, có lẽ với mục đích là để cướp bóc. Không rõ là phim sẽ thay đổi lý lịch của Kobe và để cậu ấy xuất thân từ con tàu này không nhỉ? Đối trọng quan trọng của Luffy, chúa hề Buggy cũng xuất hiện. Hẳn ai cũng há hốc mồm vì tạo hình của gã quá đáng sợ với nguyên tắc khi tên hề tô trắng cả mặt và thậm chí còn trông điên dại hơn nữa. Thế nhưng rõ ràng trong bản gốc thì trong thời gian đầu thì hắn cũng khá là rùng rợn mà nhỉ? Ánh sáng đi trước âm thanh, thế nên ta thấy hắn đáng sợ hơn trước, rồi tấu hề cũng chẳng phải quá hợp sao?
Trong chớp nhoáng thì ta có thể thấy đây là tàu hải quân có hình đầu chó của phó đô đốc Monkey D. Garp. Đây là một chi tiết thú vị bởi nhân vật này không hề có vai trò trong mạch truyện chính. Nhưng mặt khác thì trong các trang truyện đầu chương thì ta biết được là song song với hành trình của Luffy, cả Kobe và nhân vật Helmeppo đều có một hành trình rất thú vị để đến được tổng bộ hải quân và trở thành học trò của vị phó đô đốc khét tiếng này. Liệu rằng chúng ta sẽ được xem câu chuyện này dưới dạng người đóng trắng? Sau Usopp thì ta có Sanji. Tuy nhiên, điều mọi người có thể nhận ra là ngoại hình của Sanji bản live action không hề có lông mày xoắn như trong phiên bản gốc. Không rõ vì lý do gì, nhưng rõ ràng điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến nội dung của series. Nếu như bộ phim người đóng này kéo dài đến phần truyện mà ta đều biết là phần truyện nào đấy. Trong phần truyện nhà hàng biển thì ta đều biết có chi tiết Sanji cứu Luffy đang chìm dần dưới biển. Tuy nhiên ở trong bản gốc thì ta có thể thấy Sanji đã nhảy xuống biển cứu Luffy với nguyên bộ đồ trên người. Còn trong phiên bản live action thì anh đã ở trần để giải cứu thuyền trưởng Lu. Đây có thể xem là chi tiết thực tế khi bộ vest thấm nước sẽ trở nên rất nặng và kéo người mặc mất sức khi xuống biển. Nhưng mặt khác thì đối với các chị em thì hình ảnh này cũng khá là bắt mắt nhỉ. Một chi tiết khác về trang phục đó là lính hải quân đã có đồng phục áo dài tay thay vì xoắn tay như bản gốc. Có thể thấy rằng trong phiên bản manga anime thì việc lính hải quân lộ tay sẽ giúp họ thể hiện cơ bắp cuồn cuộn và thiếu chuyên nghiệp hơn là các cá nhân cao cấp. Tuy nhiên thì trong phiên bản người đóng thì việc mặc áo dài tay là để các nhân vật trở nên nghiêm trang hơn, đồng thời là bảo vệ những người lính khỏi ánh nắng mặt trời ngoài biển thiêu đốt cánh tay diễn viên. Nhưng có lẽ ý đầu là có lý hơn nhỉ. Đây là một chi tiết hack timeline. Trong phân cảnh giải cứu Zoro tại doanh trại của đại tá Morgan thì ta thấy ngay Nami cũng có tham gia. Đây là một chi tiết rất sai do Nami không hề gặp mặt bằng mũ rơm cho đến khi gặp mặt bằng Buggy. Mặt khác thì cô không nhắm mục tiêu trộm tiền vào hải quân và cũng rất né tránh việc bị truy nã. Thế nên việc Nami giúp Luffy giải cứu Zoro khá là vô lý. Nên có lẽ đây là một cảnh thêm vào teaser cho thú vị, chứ có thể sẽ không xuất hiện trong bộ phim chính. Giống như Luffy và cả Usopp cũng có một trang phục khác với tạo hình thường ngày. Ta có thể thấy chiếc áo sơ mi này của Usopp có sự tương đồng lớn với trang phục của nhân vật này mặc trên trang bìa tập 11 của manga. Có vẻ đây là dấu hiệu cho thấy không chỉ có Luffy mà các thành viên khác cũng sẽ không bị bó buộc trong một trang phục duy nhất. Một phân cảnh vô cùng iconic khác chính là cả băng mũ rơm 5 người cùng khẳng định ước mơ của bản thân trước khi tiến đến Grand Line. Tuy nhiên trong phiên bản gốc thì phân cảnh này diễn ra trong một cơn bão lớn khi tất cả vừa thoát khỏi sự truy bắt của đại tá Smoker tại Loot Town, tạo nên một phân cảnh cực kỳ hùng tráng và ý nghĩa. Có lẽ trong phim thì bộ phận hậu kỳ sẽ tạo nên cơn mưa cho phân đoạn này để nó đúng với ý tưởng nguyên tác của Oda Eiichiro. Và gần cuối teaser thì ta cuối cùng cũng có được tạo hình của hai nhân vật mở màn trong cuộc phiêu lưu của Luffy, đó chính là Kobe và Avida. Có thể thấy Kobe vẫn chấn bé đủ và ta có thể thấy tạo hình của mũ cướp biển Avida trong chốc lát và khá là khác so với bản gốc, mũ ta không hề khổng lồ một chút nào. Có lẽ đây là một chi tiết cho ta thấy rằng những nhân vật với chiều cao đa dạng đến 2 hay 3 mét sẽ không xuất hiện trong phim, ngoại trừ các chủng tộc đặc thù của series như người tí hon hay khổng lồ, cho thấy có vài sự thay đổi trong câu chuyện của nhân vật Kobe khiến cho Avida được nhớ đến nhiều hơn. Một chi tiết thú vị trong phim chính là Luffy đã đọc tên chiêu thức là Gum Gum, chứ không phải là Gumo Gumo như bản gốc. Tuy nhiên thì ta có một chút bào chữa rằng đây là phim quốc tế, thế nên việc thay đổi này sẽ khiến cho khán giả có thể hiểu được và chính tác giả Oda cũng đã duyệt chi tiết này. Một chút vui vui là Luffy đã nói rằng những người tuyệt nhất luôn đọc to tên chiêu thức, nhưng Zoro bảo không. Đây có thể là một chút châm chọc việc các nhân vật trong bản gốc luôn hét to tên chiêu thức không vì một lý do nào ngoài việc cho ngầu. Nhưng liệu chính Zoro có làm điều tương tự trong phiên bản người đóng hay không thì chúng ta phải xem phim thì chúng ta mới có thể biết được. Và đó là tất cả những chi tiết thú vị Way to the Movie chúng tớ soi xét mổ xẻ được từ teaser đầu tiên của series One Piece phiên bản người đóng. Và ta có thể thấy rằng đây hẳn sẽ là một series đáng xem, đặc biệt là với sự giám sát bắt buộc của chính tác giả Oda, thì chắc chắn đây sẽ là một tác phẩm đáng xem với các fan bộ truyện và bộ hoạt hình gốc rồi. Và chắc chắn rằng chúng tớ sẽ sẵn sàng cho bộ phim này rồi đấy. Nếu như các bạn có ý kiến gì về trailer và đã nhận thấy những chi tiết thú vị nào trong teaser 1 phút 44 giây này thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới để chúng mình cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và sẽ gặp lại trong những video lần tới. Way to Wear out.